Không đây. Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là người Nguyễn Thị Hoa, con năm nay 43 tuổi, con đến từ Đắk Nông ạ. Dạ con hôm nay đến đây là được tạ ơn Chúa vì con được tiến chữa lành. Dạ con bị tím, bị thần kinh, bị đau bao tử và bị đau đầu. Dạ con đến đây cùng một lần vào tháng trước được cha đặt tay và Chúa đã chế chữa và được chữa lành bệnh cho con. Trong một tháng nay con thấy con thôi hẳn bệnh, đầu con không đau, thần kinh con cũng không phải uống thuốc, không phải bôi thuốc. Dạ là lần đầu tiên cha đặt tay xong là khoảng 30 phút xuống, con đau đâu con không đứng dậy được, con cứ ngủ mà con nói với chị đi cùng con là ra mấy chị bị xoay chứ chị đau đâu, chị muốn ngủ chị không chịu được. Thì kia chị ba kia em kia mới nói như thế này, ba nay giờ con ăn xoài rồi lắm. Thì xoài xoài. Dạ ra cơ ăn xoài thì đập trách con ăn xoài ấy. Cái gì? Cái ăn xoài 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 cái gì xoài gì? Con đau đâu, con mừng ngủ vì lì cái đau con nặng quá. Con mới nói là em ra mua cho chị bịch xoài. Thì em đó mới lá con thế này. Ba ngày giờ con ăn xoài là... À đau đầu thôi, chị đưa con bịch xoài. À bịch xoài để ăn cho hết đau đầu. Rồi, rồi con có ăn xoài không? Dạ không, không. 30 phút sau con đang nằm, con đang ngủ á. Con nó tập trung đọc kính nên nó nghe cha giảng trên này. Con ngước đầu dậy thì cái đầu con nó nhẹ tính ấy. Đó là con mi để ý. Sau đó là cái đầu con từ đỏ đến bây giờ là cái đầu con hết đau hẳn. Dạ và lại cái thần kinh của con là con bị thần kinh tòa. Mà con phải uống thuốc. Đêm nào không bôi thuốc là con cũng không ngủ được. Nhưng từ bữa đó tới giờ là đúng là ngày 14 tháng 10 tháng trước mới tôi gạch một tháng mấy ngày thôi. Từ bữa đó giờ về con không uống thuốc mà không bơi dầu, con vẫn ngủ ngon, không hề đau nữa. Bao tử với tím mạch của con, vì lại con cũng có ngứa con bị u vú ấy. Con đi khám lại là thấy mọi cái đều bớt hẳn. Con hôm nay mặc dù con ở Đắk Nông, con là người ngoài đào. Con là... Con là người gì? Dạ, người ngoài đào. Dạ hôm nay ở dưới đó dưới cha nhà con đang thu hoạch mơ cà phê, nhưng con bảo vì chồng thế này con được ơn là em thì cho anh đi gì tạ ơn Chúa, thì tâm chứng cho Chúa để cho để Chúa biết là con được ơn của Chúa. Và hôm nay con đi một mình đến đấy là con đang nghĩ thế này, nếu như mà con cũng đưa đôi nhiều lắm, nếu mà không hết giờ thì chắc con cũng đã qua đây con xin ai con ở như lại, mà nếu kịp thì con cũng bắt xe về để cho kịp chia sẻ. Nhưng bây giờ thì chắc con kịp rồi, tối nay con cùng nhờ kỳ ba nói cho con ngủ lại. Dạ thưa cha, chồng con á, chồng con lên đâu thì nói là con đi con về con nói chùa anh ơi em được bệnh ruột. Thực sự lâu giờ em đi bệnh viện cho lầy này, bệnh viện đại học y dược, đi bệnh viện tim, bệnh viện ung biếu, nói tóm lại là con tổn thương nhiều mà đi bao nhiêu năm mà con cũng bị bệnh gần chục năm nay rồi. Nhưng đợt này là con thấy trong người con khỏe này, con hết đau đầu hết bệnh thì con nói thôi mua ba ngày đi nhà anh ló đi, em đi thế này một vài ngày đi là về. Bây giờ là đừng mua hãng cà phê mà anh đừng mượn người hãi ấy, là chắc một mình con tự bắt xe con lên đây. Dạ để tạ ơn Chúa. Tức là trong 10 người được chữa lành chỉ có một người ngoại đạo quay trở về để tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa. Và cái người ngoại đạo này lại là người mà dám bỏ hết răng mùa thu hoạch cà phê, mà bỏ cả cái mùa thu hoạch cà phê để mà lặn lội đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là làm chứng cho Chúa mà thôi. Còn có những người có đạo đôi khi chỉ vì miếng cơm manh áo mà bỏ cả lễ Chúa Nhật, bỏ cả đi hành hương, bỏ cả ơn toàn xá chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Còn người ngoại đạo này họ được ơn rồi, họ dám bỏ cả cái mùa màng cà phê đó lặn lội đến đây mà ở mấy ngày bây giờ làm chứng cho bằng được rồi mới chịu quay trở về, vì chị đã được Chúa sờ chạm đến. Cái tình yêu thuở ban đầu mà Chúa đã đụng chạm đến chị ấy, chị ấy không thể nào quên được, vì đã chạy thầy chạy thuốc bao nhiêu nơi rồi mà không được. Bây giờ chị đã được Chúa chữa lành, làm sao chị quên được cái điều đó, giống như cái cô lồi đĩa đệm kia. Dạ con thưa cha, lần đầu tiên con cùng con là người bên ngoài đào, cha con nó hiểu với chùa, con cứ công nguyện là chỉ sợ trời không thương, con chỉ sợ trời thì đất.
Mà sau con về bên mạng con tìm hiểu thì cuộc đời Chúa Giêsu, từ khi đó con mới biết Chúa là trời. Đúng bây giờ con hoàn toàn tỉnh thác hơn Chúa cha. Ba giờ là bắt đầu con cứ cầu nguyện, con cứ hát những bài nắm trưa đến cây phơi này, vì Chúa giao lòng thương xót vì là cháu lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Ta nghe một người ngoại đạo mà hát về lòng thương Chúa sướng không? Sướng quá, cô hát với cả cái tâm lòng và cái tim của cô. Tôi tặng cho cô cái máy 300 bài giảng nha. Cô về. Con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Về cô gửi tặng cho chồng cô cái máy 300 này nha. À, rồi.